cảm ơn quý vị rất nhiều. Hoài Đáp Bơ xin đón chào quý vị đang đến với số đầu năm của phiên bản đặc biệt Star King. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media với khung giờ quen thuộc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HT7. Và với bài hát vừa rồi, Bình An Năm Mới cũng chính là lời chúc mà ekip thực hiện chương trình mong muốn gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả xem đài. Hy vọng quý vị sẽ có một năm vạn sự như mơ, vạn sự bất ngờ, không chờ cũng tới, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và bây giờ hãy lắng nghe những lời chúc đến từ các nghệ sĩ khách mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Số đầu năm sông đất mình là ai đây? Đó chính là nghệ sĩ giám khảo quốc tế Trịnh Tú Trung. Và tiếp theo chính là sự xuất hiện của võ sư, nghệ sĩ xiếc khí công top 24 Asia Got Talent, Bảo Cường. Và cuối cùng chính là đạo diễn catwalk Kelvin Phạm. Rất là rạng rỡ với vị trí hàng ghế khách mời ngày hôm nay, những chiếc áo dài và không biết là lời chúc đầu năm mà Trịnh Tú Trung sẽ dành tặng cho mọi người là gì ạ? Nhân dịp đầu năm mới, nhân dịp xuân Nhâm Dần thì Trịnh Tú Trung xin gửi tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lời chúc rất là đơn giản thôi ạ. Sống vui, sống khỏe và sống đầy. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Và mong là Trịnh Tú Trung lúc nào cũng đầy và đủ nữa với những gì mà mình mong muốn. Hey, cảm ơn anh. Bên cạnh đó anh Bảo Cường ơi, anh là một trong những vị khách mời khá là đặc biệt trong số đầu năm này. Với những kinh nghiệm của anh, với những trải nghiệm của anh, anh có điều gì gửi gắm đem lại may mắn cho các tài năng ngày hôm nay không? Vâng ạ, nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần năm 2022, Bảo Cường xin kính chúc người người, nhà nhà làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Đặc biệt là mọi người chúng ta ai cũng đều có sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Cung hỷ, cung hỷ. Đó, cảm ơn anh rất nhiều. Đó tạ, đó tạ. Xin mời lời chúc đến từ Kevin Phạm ạ. Kevin muốn gửi đến tất cả toàn thể quý vị khán giả một lời chúc an khang thịnh vượng, và nhất là sang năm 2022 toàn thế giới của chúng ta sẽ không có đại dịch Covid nữa. Xin cảm ơn Kevin. Thêm một lời chúc nữa cũng rất là quan trọng, nhưng lại đến từ hàng ghế của giám khảo. Giám khảo nhiều người lắm quý vị, 30 vị khán giả trực tiếp có mặt tại phim trường để thay cho lời chúc đó. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nào mọi người ơi. Chúc mừng năm mới tất cả quý vị. Ngay sau đây hãy sẵn sàng bước vào những thủ tục đầu tiên của Star King, phiên bản đặc biệt người hùng của những ngôi sao. Đó chính là những hình ảnh về thể lệ cuộc chơi ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Star King là cuộc đấu trí quyết liệt giữa 3 ngôi sao khách mời cùng 3 màn trình diễn đỉnh cao của các tài năng vô cùng đặc biệt. Và chính những vị khách mời sẽ là người tận tay trao giải thưởng cho các tài năng đặc biệt ấn tượng, những tiết mục vượt qua giới hạn của bản thân mà họ đã đem đến chương trình ngày hôm nay. Cấp điểm cho các ngôi sao. Mỗi khách mời ngôi sao ngay từ đầu sẽ được chương trình cấp 10.000 điểm. Nhiệm vụ của các ngôi sao là phải đem về số điểm cao nhất sau 3 màn dự đoán của các tài năng bằng chính chiến thuật riêng của mình. Mỗi thử thách chương trình đưa ra sẽ có 3 đáp án tương ứng với 3 giới hạn mà tài năng có thể thực hiện. Các ngôi sao sẽ suy nghĩ và đưa ra đáp án cũng như số điểm đặt cược cho đáp án này. Số điểm cược mỗi lần là không giới hạn. Sau 3 vòng vượt thử thách, ai đem về số điểm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là người chiến thắng trong số 3 ngôi sao khách mời. Cuối cùng, khán giả trong trường quay sẽ chính là những người bình chọn tài năng mà họ cảm thấy ấn tượng nhất, ấn tượng thứ nhì và ấn tượng thứ ba. Lần lượt từng tài năng sẽ được trao những giải thưởng như sau. Tài năng ấn tượng nhất, được nhiều điểm nhất, trao thưởng 5 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng nhì, được nhiều điểm thứ hai, trao thưởng 2 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng thứ ba, được ít điểm nhất, trao thưởng 1 triệu đồng. Mỗi tài năng sẽ nhận được bảng giải thưởng và một chiếc cúp lưu niệm từ chương trình. Đó chính là thể lệ quen thuộc của Star King. Nhưng chúng ta đang bước vào năm mới, đồng nghĩa với việc nội dung sản xuất cho Star King cũng phải được nâng cấp với phiên bản đặc biệt hơn. Và chúng tôi quyết định rằng số điểm bầu chọn dành cho các tài năng không chỉ dừng lại ở 30 lá phiếu đến từ quý vị khán giả trực tiếp có mặt tại phim trường,
mà sẽ dành tặng thêm 3 lượt lựa chọn khác nhau nữa đến từ hàng ghế của khách mời, các nghệ sĩ. Khách mời nghệ sĩ nào kết thúc qua 3 thử thách mà dẫn đầu bảng với số điểm nhiều nhất, người đó được quyền tặng cho thí sinh tài năng ấn tượng nhất 5 điểm. Tiếp theo, khách mời nghệ sĩ về nhì được quyền tặng cho tài năng mà mình cảm thấy thích thú nhất, ấn tượng nhất 2 điểm. Và cứ thế, khách mời còn lại về ba sẽ có quyền tặng cho tài năng mà mình cảm thấy yêu mến nhất 1 điểm. Tương đương với việc số điểm và tỷ lệ phần trăm bình chọn cho các tài năng sẽ càng ngày càng gay cấn hơn nữa, tỷ lệ chọi càng ngày càng cao hơn. Và hy vọng những tài năng này sẽ luôn vững tin để tỏa sáng ngay trên sân khấu của Star King. Chúc cho tất cả các khán giả và giám khảo bình tĩnh, may mắn và công tâm. Ngay sau đây sẽ là một trong những tấm thẻ rất là quyền lực dành cho các khách mời nghệ sĩ quyền năng đặc biệt. Xin mời quý vị. Năng lực không giới hạn. Để trợ giúp các ngôi sao đưa ra những chiến lược thông minh, mỗi ngôi sao sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một quả bóng ẩn chứa một năng lực đặc biệt. Quả bóng thứ nhất, đo ván, làm bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ. Quả bóng thứ hai, sấm sét, dù đối thủ trả lời đúng vẫn bị mất điểm cược, áp dụng lên một trong hai đối thủ. Quả bóng thứ ba, phao cứu trợ, trả lời sai không bị mất số điểm đã cược. Quả bóng thứ tư, hồi sinh, hồi sinh là số điểm được cấp ban đầu. Quả bóng thứ năm, cướp biển, trả lời đúng bạn được cướp 30% số điểm đang có của đối thủ, nếu sai bạn bị cướp lại 30%. Quả bóng thứ sáu, hoán đổi, đổi điểm đang có của bạn với một đối thủ bất kỳ. Quả bóng thứ bảy, ngôi sao hy vọng, trả lời đúng khách mời được gấp đôi điểm cược, sai bị trừ gấp đôi điểm cược. Khách mời sau khi chọn hãy giữ bí mật quả bóng năng lực của mình với đối thủ. Nên nhớ, các bạn chỉ được tung ra năng lực này một lần duy nhất trong suốt quá trình. Vì vậy, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp tung ra quyền năng để có thể đạt được số điểm cao nhất. Chúc các bạn may mắn. Đó chính là nội dung bên trong của 7 tấm thẻ quyền năng đặc biệt dành riêng cho các khách mời nghệ sĩ. Và tới đến rồi, theo phong tục cổ truyền của chúng ta thì phải tuân thủ kính lão đắc thọ. Nên xin mời anh Bảo Cường sẽ được ưu tiên, ưu ái lên đây để chọn cho mình quyền năng đặc biệt. Mời anh đứng bên đây. Đây là chiếc lồng cầu, anh hãy xoay. Dạ. Tích cực, xoay xoay, vận may sẽ tới. Anh cứ xoay, xoay đến khi nào anh cảm thấy là cái nội công mình đủ thâm hậu rồi thì anh dừng lại. Dạ rồi. À, chưa đủ. Rồi, khí tụ đang điền. Anh xoay cái này. Đây, đó. Đó là trái bóng của anh. Anh mở ra. Anh giữ bí mật, chỉ một mình anh biết thôi. Anh đừng để ai biết cái bóng may mắn này, nội dung bên trong là gì. Chắc chắn lúc này anh sẽ không tiết lộ cho mọi người biết được rằng là nội dung bên trong quyền năng đặc biệt là gì, chỉ có một mình anh biết thôi. Điều đó mới nguy hiểm. Lát nữa nó sẽ giúp cho anh có thể lật ngược được thế cờ, để anh chuyển từ bại thành thắng. Nhưng có khi nó sẽ hại ngược chính anh. Anh có thấy lo không ạ? Bảo Cường không thấy lo. Bởi vì trong cuộc sống Bảo Cường lúc nào cũng hy vọng một cái tương lai của mình tươi sáng hết. Dạ. Cho nên Bảo Cường thấy lo. Hay quá. Đơn giản là nhỏ là vậy. Rất lạc quan. Chúc anh may mắn, chúc anh may mắn. Thượng lộ bình an nha anh. Dạ. Cũng với phương châm kính lão đắc thọ, xin mời người trẻ tiếp theo, nó chỉ là Trịnh Tú Trung, tiến lên đây để chọn lá thầm may mắn. Em phải quay được cái em cần nè. Ủa, nhà anh mà. Ráng lên, ráng lên. Rồi, đã có một trái bóng nằm trong vị trí mục tiêu. Bây giờ Trịnh Tú Trung sẽ mở ra xem số đỏ của mình rộng bao nhiêu diện tích nào. Một mình bạn xem thôi. MC, khán giả cũng như là những đối thủ của bạn không thể thấy được. Không biết có phải là quyền năng mà Tú Trung đang mong muốn hay không. Cũng vui. Thêm hơi lạc á. Thêm miếng muối nữa cho mặn mà nè. Ây chà. Dường như là Trịnh Tú Trung có khá nhiều kinh nghiệm với Star King rồi quý vị ạ. Không biết quyền năng là gì đây. Anh ấy có đánh lừa thị giác và cảm xúc của mọi người hay không. Nào, xin mời Kevin Phạm. Kevin lên đây nào. Tự tin lên nha Kevin.
Nói gì nói chứ mình có thể mình thi tài học phận đi, nhưng mà cái tấm quyền năng này là thuộc dạng mối quan hệ sâu sắc lắm. Nó sẽ giúp cho mình cải tử hoàn đồng. Chuẩn rồi. Và bây giờ Kevin hãy mở trái bóng ra. Bên trong đang chứa được giữ kín nè, giữ kín nha. Người ta có thể nhìn mà mờ thấy đó. Đó, rồi giấu kín nha. Rồi em chỉ ngại là em ngại anh Trịnh Tú Trung thôi. Tại vì hả, ảnh rất là thiên biến vạn hóa. Em không biết là trong tay anh đang giữ cái gì. Nhưng mà em sẽ đấu với anh tới cùng. Ghê, hay lắm Kevin. Mỗi quyền năng đặc biệt thì đã được trao đến tay của các khách mời đặc biệt rồi. Và bây giờ lì xì lấy hên đầu năm 10.000 điểm mỗi vị khách mời. Xin chúc mừng. Cố gắng nhân đôi, nhân ba, cộng thật nhiều hoặc mất sạch tùy theo những quyền năng đặc biệt mà đối thủ chúng ta đang sở hữu. Ngay bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh mà hãy đến với những hình ảnh đầu tiên rất ấn tượng về tài năng của chúng tôi. Xin mời. Nguyễn Hồng Trúc Vy được mệnh danh là cô nàng không xương bởi tài năng đặc biệt uốn dẻo bắn cung của mình. Hiện tại Vy đang là diễn viên xiếc uốn dẻo của nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Vy đến với nghề này từ năm 9 tuổi, đến nay đã gần 20 năm. Trúc Vy chia sẻ, những ngày đầu khi mới tập luyện rất vất vả, vì vừa phải tập luyện song song với việc học ở trường, nên Trúc Vy đã phải tối ưu hóa toàn bộ thời gian có được. Với bộ môn này do phải ép dẻo thường xuyên, cho nên việc gặp những cơn đau dai dẳng là không thể tránh khỏi. Có những lúc Vy cảm thấy nản lòng, nhưng do có ba mẹ ở bên vận động, khuyên nhủ, cùng người thầy nhiệt tình dạy dỗ, cho nên đến cuối cùng, Trúc Vy cũng trở thành một diễn viên xiếc tài năng như ngày hôm nay. Dẫu khó khăn vất vả là thế, nhưng khi Trúc Vy đứng trên sân khấu và nhận được những tràng vỗ tay thán phục, khích lệ của khán giả, thì mệt mỏi bỗng tan biến, đem lại nguồn động lực vô cùng to lớn cho cô. Thành tích ấn tượng mà Nguyễn Hồng Trúc Vy đã đạt được: huy chương bạc Liên hoan xiếc toàn quốc năm 2018, huy chương vàng Liên hoan xiếc toàn quốc năm 2021. Đến với chương trình, Trúc Vy mong muốn được thử thách bản thân vượt qua giới hạn đã đạt được. Không phải ai uốn dẻo cũng bắn cung được, không phải ai bắn cung cũng uốn dẻo được. Tôi, Trúc Vy, vừa có thể uốn dẻo, vừa có thể bắn cung. Wow, nhìn những hình ảnh giới thiệu rất ấn tượng. Cơ thể của Trúc Vy rất là dẻo dai, bền bỉ và cực kỳ cân đối, rất đẹp. Không biết xuất hiện trên sân khấu của Star King sẽ như thế nào đây. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón người đẹp Trúc Vy. Wow, yeah. Hình thể đẹp quá quý vị ơi, tạo hình rất đẹp. Những động tác Trúc Vy thực hiện nhìn rất là khoan thai, chuyên nghiệp, tốc độ rất nhanh, gọn gàng. Nhưng thật sự để có thể có được một thân hình như vậy, những động tác như vậy phải trải qua những năm tháng rèn luyện, chỉ là từ hồi nhỏ. Và dường như những động tác này sẽ giúp cho Trúc Vy cũng khởi động cơ thể của mình trong ngày hôm nay để cùng nhau vượt qua thử thách với các khách mời. Rất đẹp, rất đẹp. Wow. Có khán giả nào làm được như vậy không ạ? Có không ạ? MC cũng không ạ. Xuất sắc quá. Wow. Wow. Hả? Trúc Vy lại tặng kèm cho mọi người thêm một tiết mục nữa. Thêm một đạo cụ nữa để nâng độ cao của bạn nâng lên. Một nghệ sĩ uốn dẻo chuyên nghiệp. Đó chính là tài năng của chúng ta ngày hôm nay, Trúc Vy. Xin cảm ơn người đẹp Trúc Vy rất nhiều. Vỗ tay cho Trúc Vy nào mọi người ơi. Ngưỡng mộ quá.
Cơ thể của em là tuyệt đỉnh công phu rồi, quá đẹp, rất là đẹp mắt. Em đam mê về bộ môn nghệ thuật này được bao lâu và tập luyện từ lúc mấy tuổi? Em tập luyện từ lúc em 9 tuổi tới bây giờ. 9 tuổi? Bây giờ cũng em là 28 tuổi rồi. À, cũng gần 20 năm rồi hen. Hòa Đức ơi, để ý rằng là có một số bạn là thậm chí 4 năm tuổi là được ba mẹ cho đi học. Bởi vì lúc đó cơ xương của các trẻ rất là dẻo dai. Tại sao em chọn cái độ tuổi là 9 tuổi nè? Là do cái lúc em 9 tuổi thì em mới có cơ duyên đến với nghề này. Cơ duyên đó như thế nào nè? Câu chuyện đó ra sao? Là do thầy của em á, là ở trong khu xóm của em. Thì là ba em có nói chuyện qua lại á, thì thầy mới hỏi là có muốn cho con gái theo học không? Thì ba em rất là thích cho nên ba em cho em theo. Thì lúc đầu thì em xin nghỉ hoài vì nó đau quá cho nên là em không có muốn tập. Nhưng mà ba em nói là phải tập để sau này có cái nghề để mình biểu diễn lên trên sân khấu. Cho nên em lúc đầu là em vì ba em nhưng mà sau này thì em mới thật sự là đam mê nó. Ồ, như vậy bác trai ở nhà làm nghề gì với em? Ba mẹ em ở nhà kinh doanh nhỏ thôi à. Anh tưởng đâu là ba cũng phải chuyên về nghệ thuật hay đam mê về xiếc hay ảo thuật, muốn hướng con gái mình theo hướng này chứ. Dạ không, do là ba em không có đứng được trên sân khấu cho nên ba em mới thích á. Nên ba em mới muốn cho em được như vậy. Dồn hết tâm huyết của mình cho con gái đúng không nè? Và em cũng đã đem lại niềm tự hào cho gia đình của mình. Những thành tích mà em đã có được là gì nè? Dạ, em được huy chương bạc Liên hoan xiếc toàn quốc năm 2018. Và vừa rồi năm 2021 là em có huy chương vàng. Rất giỏi. Em có hoạt động trong câu lạc bộ hay là trường học hay là của đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ, em đang là diễn viên của nhà hát nghệ thuật Phương Nam, là ngày trước là đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh á. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Trịnh Thắng rồi Phương Nam là dạ, em, là đồng dạ, nghiệp là của em cùng hết. Một cơ quan với em. Đều là những tài năng đó quý vị à. Một tràng pháo tay nữa dành cho cô ấy. Và thậm chí là anh Bá Đức, Bá Đức cũng đã từng xuất hiện trên sân khấu của Star King. Và ngày hôm nay một tài năng trẻ nữa đó chính là bạn Vi. Thì không biết là các khách mời ấn tượng như thế nào về Vi ạ? À? Với những cái thành tích mà em đạt được thì em nghĩ là cái con đường mà tiến tới một cái nghệ sĩ ưu tú trong ngành múa của em nó rất, ủa một ngành xiếc của em nó rất là gần rồi. Mình sẽ tiếp tục phát huy, tiếp tục thi đấu, tiếp tục giành huy chương để có thể mà thăng hạng của mình ở trong mắt khán giả cũng như là trong giới chuyên môn. Bây giờ anh chỉ hỏi là chính xác cái bộ môn biểu diễn nghệ thuật của em gọi là cái gì? Bộ môn em đang biểu diễn là nghệ thuật xiếc uốn dẻo à. Xiếc uốn dẻo. Anh thấy ở trong yoga cũng có những cái động tác tương tự như vậy, thì điểm khác biệt của hai bộ môn này là như thế nào? Yoga thì nó sẽ có sự kết hợp của hơi thở với lại cái động tác nó sẽ đơn giản hơn bên xiếc uốn dẻo em. Bên uốn dẻo nó sẽ cần cái độ dẻo nhiều hơn và bên kỹ thuật nó ra một cái bài diễn liên tục á thì nó sẽ mệt hơn là yoga. Thì là mình có một động tác anh sẽ giữ trong khoảng thời gian bao lâu, còn bên xiếc em là cần cái sự kết hợp để biểu diễn nữa. Mình không có thể nào ra mà cứ nằm máy nó sẽ bị nhàm chán. Cảm ơn em nhiều, hy vọng lần sau gặp lại anh sẽ được nghe giới thiệu là nghệ sĩ ưu tú Trúc Ly. Anh nghĩ chắc là sớm thôi. Yeah. Cảm ơn em. Cảm ơn lời chúc đầu năm cũng là may mắn của trưởng Thú Trung. Còn với anh Bảo Cường à, anh có thắc mắc gì dành tặng cho Trúc Vy không? Thật ra Trúc Vy thì rất là quen, thậm chí là một tài năng rất là giỏi nữa quý vị. Bởi vì Trúc Vy với Bảo Cường thường diễn nhau rất là nhiều show. Anh em gặp nhau rất là nhiều trên sân khấu lớn nhỏ. Thậm chí Trúc Vy đi rất nhiều nước trên thế giới nữa. Dạ. Và đồng thời cái sở trường của Trúc Vy là uốn dẻo. Ngoài ra Trúc Vy diễn rất là nhiều thứ, chứ không phải về uốn dẻo đâu. Bảo theo Bảo Cường nghĩ á, làm trong đoàn xiếc á, Bảo Cường theo dõi á, thì Trúc Vy làm nhiều thứ lắm. Bảo Cường rất là ngưỡng mộ một tài năng giống như là bạn diễn của Bảo Cường đây. Dạ. Thành ra là không có câu hỏi nào để hỏi hết, bởi vì quá quen, quá hay, quá tài năng. Cảm ơn anh Bảo Cường. Như vậy là ngoài tài năng ra, anh Bảo Cường xác nhận rằng Trúc Vy còn có sự tâm huyết và chăm chỉ nữa. Và mong bạn sẽ vượt qua được thử thách tiếp theo để làm một đề bài thật khó dành tặng cho người chơi nha. Ngay bây giờ xin mời ba nghệ sĩ khách mời theo dõi nội dung đề bài. Đến từ tài năng của Trúc Vy, thì Trúc Vy có thể vừa uốn dẻo mà vừa dùng chân của mình để bắn cung, làm vỡ bong bóng trong giới hạn khoảng cách và đường kính là bao nhiêu? A. 2,8m và đường kính là 40cm dành cho trái bóng. B. Khoảng cách là 3m và đường kính của trái bóng là 35cm. C. 3,2m
đường kính của bóng là 30cm. Đây sẽ là những sự lựa chọn nó liên quan đến những con số. Và chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc thật kỹ lưỡng về giới hạn như thế nào. Cảm nhận riêng bản thân mình đi. Mình cầm cung bắn một tư thế bình thường sẽ được bao xa và trái bóng nó sẽ bự bao nhiêu. Còn đằng này, một diễn viên xiếc chuyên nghiệp nhưng phải uốn dẻo, phải canh, phải chịu đựng. Giữ thăng bằng như thế nào đây? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Và đương nhiên Trúc Vy cũng với tâm thế rất công tâm. Không vì mối quan hệ anh em đồng nghiệp trước đây mà em ra dấu ra hiệu cho anh Bảo Cường biết được rằng là em sẽ bắn được cái mục tiêu ra sao nha. Cũng rất hồi hộp. Chắc chắn là ai cũng mong là Trúc Vy sẽ lập một cái kỳ tích thật là khủng. Nhưng hãy thật thận trọng. A, B và C có 3 sự lựa chọn. Xin mời mọi người cùng nhanh chóng đưa ra phần quyết đoán của mình. Và thời gian 30 giây kết thúc. Xin cảm ơn các nghệ sĩ khách mời. Tiếp theo đây, liệu rằng với tài năng và sự tỏa sáng của Trúc Vy có là động lực để cho 3 người chơi chúng tôi là anh Trung nè, anh Cường nè và anh Kelvin có chọn quyền năng đặc biệt để sử dụng ngay từ bây giờ hay không? Mỗi người chỉ được một lần mà thôi. 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Trúc Vy là một cô gái rất là dẻo dai, bền bỉ, tự tin. Với tài năng này tôi nghĩ đề khó hay không? Đã có một quyền năng đặc biệt được xác nhận tại vị trí của Kelvin. Và 10 giây cũng đã kết thúc. Duy nhất một mình Kelvin đặt niềm tin của mình vào Trúc Vy. Và chúc cho bạn may mắn nha Kelvin. Ngoài niềm tin dành cho Trúc Vy, chắc chắn Kelvin cũng phải tự tin vào cái tấm thẻ quyền năng của mình đúng không nào? Chờ đón xem quyền năng đó là gì sau khi chúng ta tiết lộ về kết quả của Trúc Vy. Nhưng bây giờ sẽ là phần dự đoán của từng khách mời. Bản thống kê cho chúng ta thấy được rằng mỗi vị khách mời đang có 10.000 điểm. Dự đoán của Trình Tú Trung là đáp án C là đáp án cực đại, khoảng cách rất xa nhưng đường kính lại nhỏ nhất. Và đặt cược của Tú Trung là 4.000 điểm. Năm mới mà mình phải chơi lớn tí. Tiếp theo, nghệ sĩ Bảo Cường dự đoán rằng đáp án C luôn, tối đa. Và đặt cược của Bảo Cường là 4.000 điểm giống với Trình Tú Trung. Hai anh em ngồi gần nhà nhau quá, hàng xóm với nhau có khác. Còn Kelvin thì sao nào? Với sự tự tin của anh ấy thì dự đoán rằng cũng là đáp án C luôn. Khoảng cách rất xa và đường kính rất nhỏ. Và Kelvin đặt cược là 4.000 điểm. Ba vị khách mời chúng tôi ngày hôm nay cũng máu lửa hen. 4.000 điểm là gần một nửa số gia tài mình đang có. Đầu năm đầu tháng người ta thích được hơn là mất mà. Mong là với những sự giống nhau này sẽ mang về chiến thắng cho cả ba để lấy may mắn. Nhưng quan trọng hơn hết là Kelvin đang có quyền năng đặc biệt, lát nữa sẽ được tiết lộ. Và bây giờ sẽ là một trong những khoảnh khắc để cho chính khách mời nghệ sĩ cảm nhận được uốn dẻo bắn cung tên làng răng sao. Xin mời. Chúng ta đang quay trở lại với Star King với phần thể hiện tài năng của Trúc Vy. Và đây, một bên sẽ là bệ đỡ để tỏa sáng tài năng của Trúc Vy. Cô ấy sẽ uốn dẻo trên bàn nâng này và sau đó bắn cung để hạ gục trái bóng với khoảng cách ở đây là 2,8m. Chỉ mới là 2,8m thôi. Là A đó. Thì thấy Tú Trung có vẻ hơi bất ngờ. Sao vậy? Sao bất ngờ vậy? Chưa gì thấy sai khang vậy, trời mới đầu năm đầu tháng. Vậy hả? Hình như đang có linh cảm là cái dự đoán mình có hơi chạch choạc đó. 2,8m thì sao thấy xa dữ vậy ta? Mà không biết có bể không? Bây giờ thôi, thử nghiệm. Nếu như một người bình thường đứng ở một tư thế bình thường sẽ bắn như thế nào? Dạ xin mời các nghệ sĩ. Có ai muốn? À, xung phong luôn. Dạ thôi, anh Trung đưa trước. Dạ, mời anh Trung. Mời anh Tú Trung sẽ tiến lên đây. Anh có muốn uống dẻo trên bàn nâng không? Không ạ. Dạ không ạ. À, dạ, này, cái một chiếc tên bằng tre nứa cũng an toàn thôi. Đó, nó đã có sẵn cái khe, mình nhắm cho kỹ. Ừ,
chung là em cũng đi xa quá luôn. Bay đi đâu á? Dạ, Tú Trung đã không thành công. Xin mời Kevin Phạm. Đây, mời bạn. Cố gắng nhắm cho chính xác. Rồi, mình chơi hội chợ nè, bà con ơi. Chơi hội chợ nè. Nó bể. Nó không bể. Thấy chưa? Một người bình thường đứng nhắm có thể trúng nhưng không bể mới ghê chứ. Căng thiệt chứ. Dạ, em mời anh Bảo Cường. Đây. Sư huynh của tôi đã tới rồi. Thật ra Bảo Cường cũng chưa bắn lần nào. Từ nhỏ tới lớn chưa bắn lần nào. Dạ, mời anh Bảo Cường. Đây nè. Cái này lớn hơn hả? Cái này dễ canh hơn này. Ủa anh Cường. Cái này lớn hơn dễ canh. Mình thị lực mình vẫn ổn chứ ạ. Đây, mục tiêu đây, mục tiêu đây. Mình để ngang vậy được ha? Để sao cũng được. Để sao cũng được, tùy anh. Hy vọng là sẽ nổ. Nổ là chúng mình có bọc. Hay quá Bảo Cường ơi, hay quá Bảo Cường. Bởi vì anh em tôi là nghề xiếc, cho nên phải làm cái gì đó cho nở mặt anh em. Đơn giản như thế thôi. Vậy được. Dạ, cảm ơn anh Bảo Cường. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ được chứng kiến Trúc Vy thực hiện thử thách, đó chính là 2m8 với trái bóng có đường kính là 40cm. Xin mời. Ngay sau đây sẽ là mục tiêu đầu tiên để cho Trúc Vy thực hiện thử thách của mình, đó chính là khoảng cách 2,8m và đường kính của trái bóng là 40cm. Thử thách bắt đầu. Đáp án A có phải là câu trả lời cuối cùng này không? Uốn dẻo, giữ thăng bằng, điều khiển chiếc cung tên bằng chính đôi chân của mình. Rất tuyệt vời và rất dễ dàng. Đáp án A, khoảng cách 2,8m, đường kính là 40cm, đã dễ dàng hoàn thành được. Chúc mừng Trúc Vy. Và bây giờ chúng ta đến với phương án B, khoảng cách 3m và đường kính của trái bóng là 35cm. Ngay sau đây sẽ là phương án B với sự lựa chọn và thử thách có độ khó cao hơn, khoảng cách 3m, đường kính 35cm. Thành công rồi, tuyệt vời. Dễ dàng hoàn thành được. Chúc mừng Trúc Vy. Và bây giờ sẽ là phương án cuối cùng. Liệu rằng là các khách mời có dự đoán trúng hay không? Tài năng của Trúc Vy thể hiện ra sao? Thử thách bắt đầu. Trúc Vy đang rất tập trung để vào tư thế sẵn sàng của mình. Rất chuẩn chỉnh, dư hai tư thế đầu. Khoảng cách 32m. Cho cô gái tài năng chúng tôi. Tuyệt vời quá. Rất ấn tượng. Và chinh phục được tình cảm của 30 vị khán giả có mặt tại trường quay. Rất khó, độ khó cao nhất. Nhưng mà với niềm tin mà các khách mời nghệ sĩ đã dành tặng cho Trúc Vy, bạn đã không làm phụ lòng mọi người. Chúc mừng Trúc Vy. Chúc mừng cả ba sự lựa chọn đúng.
Nhưng mà cho phép Hà Robert được hỏi, đây có phải là cái khoảng cách, cự ly cũng như là cái đường kính của bóng khó nhất mà Trúc Vy từng thực hiện chưa ạ? Dạ chưa ạ. Chưa phải là khó nhất nữa. Dạ. Vậy chạm ngưỡng là cái cự ly bao nhiêu xa? Em nghĩ chắc phải ra cái mép sân khấu. Cái mép luôn? Dạ. Là tầm gần 5 mét? Dạ. 5 mét đó? Dạ. Trời. Dạ. Trời. Thử không? Thử nha. Dạ. Chơi không? Mọi người ủng hộ mà. Dạ. Ngay sau đây sẽ là món quà tặng kèm đến từ tài năng Trúc Vy với khoảng cách là 5 mét rất xa và đường kính của bóng là 35 cm. Chờ đợi xem Trúc Vy có cho chúng ta một món ăn kèm thật là ngon miệng hay không nha. Thử thách bắt đầu. Tài năng Trúc Vy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Cảm ơn Trúc Vy rất nhiều. Những tràng pháo tay của khán giả cũng là tình cảm dành cho Trúc Vy rồi. Không biết là đủ chinh phục những người chơi, đó chính là khách mời nghệ sĩ không mà. Tú Trung nè, anh Bảo Cường nè, Kevin nè, cảm thấy như thế nào? Cũng như là Bảo Cường đã nói từ đầu là Trúc Vy là đúng là một tài năng. Ngoài cái sở trường là bắn cung ra còn làm rất là nhiều cái khác nữa quý vị. Bằng chứng là hôm nay quý vị thấy rồi. Bắn xa 5 mét, đó là lần đầu tiên mà Trúc Vy vẫn làm được. Cho nên Bảo Cường rất là tin tưởng. Bảo Cường mới vừa suy nghĩ ra hai cái thử thách. Một cái là sẽ cho ba cái bong bóng xếp cùng một hàng. Và cái thứ hai cũng mới vừa suy nghĩ ra. Đó chính là bịt mắt bắn cung. Trời. Cái quan trọng là Bảo Cường cũng là một cái diễn viên xiếc, cho nên cần nhất là một cái cảm giác. Khi mình tập luyện một cái bộ môn nào cũng vậy hết, mình phải có một cái cảm giác. Ví dụ như mình đã bắn 5 mét, nó đã bể rồi, thì ba trái bóng mà xếp cùng một hàng thì chắc chắn nó cũng sẽ bể. Cho nên cái cảm giác nó quan trọng lắm quý vị. Cũng giống như các bạn học hát cũng vậy, cái cảm giác cái feel luôn đó, nó sướng lắm. Yeah. Khi mà cảm nhận được cái cảm giác đó thì thật sự nó mới thành công. Và hôm nay Bảo Cường muốn Trúc Vy có cái cảm giác là bịt mắt bắn cung. Với hai thử thách, một là bắn xuyên qua cùng một lúc ba trái, với là một là bịt mắt. Đúng thì Hoàng Robert xin được phép thay mặt cho Trúc Vy, Hoàng sẽ chọn cái bịt mắt để bắn cung tên. Tại vì nếu mà bắn xuyên qua ba trái á, thì nãy giờ chúng ta đã thấy là dù cự ly nào đi nữa, với một đường thẳng thì Trúc Vy dễ dàng hoàn thành được. Thôi thì bây giờ nâng độ khó lên. Nếu như bạn hoàn thành được, điểm cộng rất lớn sẽ dành cho Trúc Vy. Sẵn sàng chưa? Tin tưởng Trúc Vy mà. Dạ, xin mời Vy. Ngay sau đây sẽ là thử thách cộng thêm đến từ các nghệ sĩ khách mời, đặc biệt là anh Bảo Cường. Đó chính là bịt mắt, uống dẻo và bắn cung. Hoàng Robert sẽ hỗ trợ phần bịt mắt cho bạn Trúc Vy. Trúc Vy tự tin lên nhé, chúc em may mắn. Hãy sẵn sàng, thử thách bắt đầu. Thank you.
Hài lòng không ạ? Quá hay, quý vị thấy không? Anh em của tụi tôi á là ngày đêm khổ luyện. Dạ, nữa hả? Cho nên á, dù là có cỡ nào đi nữa, anh em của tụi tôi cũng cố gắng vượt qua. Trong cái nghề của Bảo Cường cũng vậy quý vị. Lúc nào Bảo Cường cũng muốn nâng cao mình lên hơn nữa. Không phải là mình muốn gọi là hơn người ta, nhưng mà mình muốn cái nghề của mình được nâng cấp lên. Nhiều khi năm nay mình diễn như thế này, ta nói ồ, bạn này diễn như thế này. Nhưng mà khi mà có chương trình khác hoặc là có một cái show khác, mình sẽ show ra một cái mới hơn, hay hơn, thì khán giả sẽ đón nhận. Cảm ơn anh Bảo Cường, cảm ơn anh. Và đây, em gái, người đẹp chúng ta. Yeah, Trúc Vy, Trúc Vy ơi. Cảm ơn Trúc Vy rất nhiều. Và bây giờ xin mời anh Bảo Cường về vị trí của mình để chúng ta xem số điểm của mình là bao nhiêu với tài năng của Trúc Vy nào. Cả ba nghệ sĩ khách mời đều đoán chính xác, đó chính là cự ly tối đa. Và với 4.000 điểm của mỗi phần đặt cược của từng nghệ sĩ khách mời thì quỹ điểm của mỗi nghệ sĩ đều là 14.000 điểm. Xin chúc mừng. Nhưng điều đặc biệt ở đây đó chính là Kevin Phạm đã quyết định đặt niềm tin của mình bởi quyền năng đặc biệt. Và bây giờ xin mời quyền năng đặc biệt sẽ lộ diện. Quyền năng nào đây đến từ Kevin? Và đó chính là sấm sét. Đối thủ trả lời đúng vẫn bị mất điểm cược. Ghê chưa, ghê chưa. Kevin, bạn được quyền chọn một trong hai đối thủ của mình ngày hôm nay là anh Bảo Cường hoặc là Trịnh Tú Trung. Thật sự là khi mà ngồi ở vị trí này á, thì em lo ngại nhất đó chính là anh Trịnh Tú Trung. Bởi vì em theo dõi anh Trung rất nhiều, những cái hát anh Trung cũng anh hát được. Rap Queen ảnh cũng làm được. Và em đã từng coi anh Trung thi cái Cười Xuyên Việt đa. Và thật sự quá, ảnh biến hóa rất đa dạng. Đúng vậy. Nên là em rất là ngại. Nên nhưng mà bây giờ cái người mà em ngại hơn đó chính là anh Cường. Thật sự là lúc đầu khi mà em cũng đặt niềm tin cho Vi, em đặt niềm tin cho Vi rất là nhiều khi em chọn đáp án C. Nhưng mà khi mà em nghe anh Cường nói là anh Cường có quen biết với Vi á, thì em cầm chắc em phải sử dụng cái quyền năng này. Còn hai vòng nữa, còn hai vòng nữa để hạ anh Cường hay sao em? Còn hai vòng nữa, em còn ngồi với anh hai vòng nữa, có khi em bị hạ. Còn hai vòng nữa thì Kevin ơi, em vẫn quyết định với ý kiến của em. Như vậy em chọn ai nè? Em sẽ chọn anh Bảo Cường. Dạ. Kevin nè, nãy giờ câu hỏi đó hỏi chơi cho vui thôi, chứ thật sự quyền năng của tấm thẻ bài này là hạ cả hai đối thủ của bạn chứ không cần phải chọn ai cả. Tôi hỏi như vậy để xem tình cảm và góc nhìn của Kevin dành cho đối phương của mình như thế nào thôi. Dạ, Trung hiểu là hiểu rồi, hiểu rồi. Anh Cường hiểu người bên cạnh rồi hen. Hiểu luôn rồi. Dạ, bạn điểm như sau. Với thẻ quyền năng đặc biệt đó thì toàn bộ số điểm cược mà Tú Trung và Bảo Cường đã đặt ra chúng ta sẽ bị mất đi, đồng nghĩa với việc mất đi 4.000 điểm. 14.000 chỉ còn 10.000 điểm mà thôi. Và Kevin, bạn vẫn giữ nguyên được 14.000. Xin chúc mừng. Trúc Vy ơi, em đã giúp cho mọi người cảm thấy rất hào hứng ngay từ đầu chương trình. Và cảm ơn phần sông đất sông nhà của em, cực kỳ hào hứng. Cảm ơn Trúc Vy, tạm biệt em. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những hình ảnh giới thiệu tiếp theo. Võ Hoàng Ý Vi, sở hữu khuôn mặt khả ái cùng khả năng biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau, cô bé Ý Vi đã ghi được nhiều dấu ấn trong làng màu nhí Việt Nam. Bén duyên catwalk được 3 năm, nhưng cô bé 9 tuổi này đã sải chân catwalk trên nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ. Ngoài tham gia màu nhí, Ý Vi còn có năng khiếu nhảy như nhảy belly dance. Cô bé chia sẻ, khó khăn của con khi mới bắt đầu tham gia một bộ môn nào đó, con thường có cảm giác hay sợ, sợ mình làm không tốt. Nhưng nhờ sự động viên, ủng hộ nhiệt tình của mẹ đã dìu dắt con từng bước cố gắng và vượt qua. Đúng là tuổi còn bé, nhưng ý chí rất lớn nha. Tuy tuổi đời và tuổi nghề còn nhỏ, nhưng Ý Vi cũng thu thập được không ít thành tích cho mình như giải trình diễn phong cách trong cuộc thi Model Kit tỏa sáng năm 2019, giải thí sinh được ban giám khảo yêu thích nhất trong chương trình Siêu Mẫu Nhí năm 2019, giải 3 của cuộc thi nhảy Queen of Pelly Girl 2019. Ngoài ra, Ý Vi còn là mẫu nhí của nhiều chương trình trình diễn thời trang lớn như Sisto Fashion Show của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Mặc dù tham gia nghệ thuật, nhưng Ý Vi là một cô bé tình cảm, ngoan, hòa đồng với mọi người nên được thầy cô và các bạn trong trường rất yêu quý. Ý thức học tập của cô bé cũng rất cao, chưa bao giờ để bố mẹ phải nhắc nhở. Tham gia chương trình Star King lần này,
Ý Vi muốn một lần nữa được thử sức với một bài nhảy với nhiều thể loại khác nhau, và đây là cơ hội để con trải nghiệm học hỏi cùng các bạn. Cùng theo dõi cô bé nhỏ tuổi đầy tài năng này sẽ đem lại một buổi tối thú vị như thế nào trong Starkin nhé. Đó chính là những hình ảnh giới thiệu về tài năng nhí Ý Vi. Chờ đón xem ngày hôm nay với sự năng động, linh hoạt của mình, Ý Vi thể hiện tài năng ra sao. Xin mời xuất hiện Ý Vi. Dễ thương quá. Cảm ơn Ý Vi. Đáng yêu quá. Ý Vi nè, bây giờ Ý Vi sẽ cùng giao lưu với các nghệ sĩ khách mời con nhé. Xin mời con. Dạ con chào chú. Dạ con tên là Ý Vi, con 9 tuổi. Sở thích của con là đi người mẫu và diễn xuất. Người mẫu và diễn xuất ha. Chú Trung thấy bé như thế nào ạ? Ý Vi thì rất là đáng yêu. Chú đã từng làm việc với con rồi. Chúng ta đã cùng nhau diễn một vở kịch Tết. Con có nhớ không nè? Dạ nhớ. Con nghĩ là thành tích học tập của một bạn nhỏ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại sở thích và đam mê của bạn nhỏ đó? Dạ thì con cũng học giỏi, con không có học dở. Nếu mà con học dở thì mẹ con không có cho con đi diễn. Đúng rồi, dù bất cứ một cái hình thức nghệ thuật nào thì việc học ở trường cũng là việc rất là quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn này mình không có được tới trường học, mình phải học online thì mình càng phải tập trung và chú ý nhiều hơn. Dạ. Việc gì ra việc đó thì mình mới thành công con nha. Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Trung. Mời chú Kelvin. Khi mà chú thấy con bước ra các quốc á, cái bước chân các quốc và cái độ cảm nhạc của con rất là tốt. Ngoài học model thì mẹ con có cho con học thêm cái gì nữa không? À, con học nhảy, con học diễn xuất. Rồi ok. Nếu như mà sau chương trình này hả, con có chịu về team của chú Kelvin không? Tại vì chú Kelvin cũng có một cái lớp model kit. Dạ chịu. Dạ chú Kelvin thật là tranh thủ quá. Nhưng mà con nhận được lời khen của chú Kelvin là cũng đáng quý lắm nha. Bởi vì chú ấy là đạo diễn catwalk mà. Con những cảm kinh ơn nghiệm chú. Của chú Kelvin sẽ rất là quý báu dành cho đam mê của bé Ý Vi. Còn với anh Bảo Cường ạ. À, sở trường mạnh của con là cái gì? Dạ sở trường mạnh của con là nhảy. Hồi nãy chú thấy con nhảy hay đó. Bây giờ con làm cho chú thêm khúc một xíu nữa cho đã nữa được không? Dạ. Nãy chú thấy con nhảy đã lắm á. Nhảy hiện đại đi. Ok không? Dạ ok chú. Rồi. Ok. Yeah. Chú cảm ơn con. Con biết tại sao chú nhờ con nhảy một đoạn như vậy không? Bởi vì ở nhà chú có hai đứa con. Chú làm nghề lâu rồi. Chú cũng muốn hai đứa con của chú cũng theo cái nghề nữa. Nghề sân khấu, nghề diễn, nhưng mà hai đứa con chú không có chịu. Thành ra chú thấy con nhỏ nhỏ mà diễn sức, nhảy ca hát là chú thích lắm. Mặc dầu là nhảy chút xíu mà chú cảm giác đã lắm. Cảm ơn con. Cảm ơn chú Bảo Cường. Và bây giờ sẽ là nội dung đề bài đến từ bé Ý Vi. Trong 3 phút, Ý Vi có thể nhảy và kết hợp được bao nhiêu thể loại nhạc khác nhau? A. 3 thể loại. B. 4 thể loại. Và C. 5 thể loại.
30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ba, bốn hay năm thể loại đi. Khả năng của bé Ý Vi 9 tuổi sẽ nhảy được bao nhiêu thể loại nhạc? Và chắc chắn chính gia đình của bé và bản thân bé hiểu rõ mình nhất. 30 giây đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là dự đoán của ba nghệ sĩ khách mời. Trịnh Tú Trung dự đoán rằng bé Ý Vi có thể nhảy được bao nhiêu thể loại đây? Đó chính là 4 thể loại. Tú Trung đoán rằng bé Ý Vi có thể nhảy được 4 thể loại nhạc khác nhau. Và đặt cược của Tú Trung là 4.000 điểm, vẫn trung thành với 4.000 điểm. Với nghệ sĩ Bảo Cường, anh dự đoán là đáp án B luôn, 4 thể loại và đặt cược 4.000 chân. 3.000 điểm thôi, lần này anh quyết định hạ giá hơn một tí là 3.000 điểm. Với Kevin Phạm, bạn đã đưa ra phần dự đoán cũng là 4 thể loại. Wow, sao trùng khớp vậy ta? Và đặt cược của Kelvin ngày đầu năm là 3.000 điểm. Duy nhất chỉ có Trịnh Tú Trung chơi khá lớn ở phần này là 4.000 điểm. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho Tú Trung và anh Bảo Cường suy nghĩ xem mình có sử dụng quyền năng đặc biệt hay không nhé. Chuẩn bị, 10 giây bắt đầu. Chúng ta có đặt niềm tin vào bé hay không? Hay là quyết định đến tiết mục cuối cùng mới sử dụng quyền năng đó? Với 10 giây kết thúc. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của Bảo Cường và Tú Trung. 3, 2, 1, xin mời. Câu trả lời cuối cùng là... không ai cả. Như vậy là Tú Trung và Bảo Cường sẽ sử dụng quyền năng đặc biệt vào tiết mục cuối cùng. Xin cảm ơn cả hai nghệ sĩ. Nào, Ý Vi ơi, chứng tỏ năng lực của mình nào. Sẵn sàng nha. Hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho Ý Vi. Switch, how I went about it. Dudes paid, collected all the loose chains that I had left. Blew it.
styles, King's Cross. Had to reconnect to where the jeans start and get the deed done. They expected me to switch when I receive love. Như vậy chúng ta đã lắng nghe và theo dõi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Và EV trong đoạn nhạc vừa rồi, một liên khúc, thì bạn ấy đã thể hiện được 4 khả năng của mình với 4 thứ loại khác nhau. Rất tuyệt vời. Thì được chúc mừng cho những nghệ sĩ đã đoán rất chính xác. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại số điểm nào. Cả 4 nghệ sĩ đều dự đoán là 4 thể loại âm nhạc khác nhau và hoàn toàn chính xác, được cộng với số điểm cược mà mình đang có. Tú Trung được cộng 4.000 thành 14.000 điểm. Bảo Cường được cộng 3.000 thành 13.000 điểm. Và Kelvin được cộng thêm 3.000 thành 17.000 điểm. Xin chúc mừng. Và trước khi tạm biệt EV, chúng ta hỏi thăm cô bé lại cụ thể hơn về 4 thể loại âm nhạc mà EV vừa mới trình diễn. Con giới thiệu với mọi người đi, 4 thể loại nào nè. Dạ, đầu tiên là con múa bê đen. Thứ hai là con múa trống. Thứ ba là con nhảy hip hop. Và thứ bốn là con nhảy hiện đại. Hiện đại EDM. Yeah, tuyệt vời, giỏi lắm EV. Hy vọng với tài năng này con sẽ được nhiều số điểm đến từ giám khảo khán giả và giám khảo khách mời nữa. Cảm ơn con, tạm biệt EV. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với hình ảnh giới thiệu về tiết mục tiếp theo. Lê Phạm Thế Vũ, chàng trai trẻ với ngoại hình ưa nhìn, cùng tài năng thăng bằng tay nghệ thuật độc đáo. Cơ duyên để Thế Vũ đến với tài năng này là do anh vô tình xem được một clip của người nước ngoài biểu diễn. Khi ấy, Thế Vũ cảm thấy rất bị thu hút và vô cùng quyết tâm để tập luyện tại nhà. Thế Vũ chia sẻ, đây là bộ môn khó và kén người theo đuổi tại Việt Nam. Nên không tìm được huấn luyện viên dạy môn này, nên phải tự kiên trì học hỏi và luyện tập. Những cái tháng đầu tập luyện thường bị đau nhức cổ tay dữ dội. Có lần anh phải nghỉ tập đến tận 6 tháng, nhưng vì quá đam mê nên Thế Vũ quyết tâm vượt qua cơn đau và trở lại tập luyện đến hiện tại. Đến nay đã tròn 4 năm anh theo đuổi con đường này và gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như vô địch yoga Việt Nam năm 2018, vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam năm 2016, 2017, 2018, quán quân tài năng thể thao sinh viên năm 2019, lập kỷ lục đứng bằng hai tay lâu nhất Việt Nam năm 2019. Thế Vũ mong muốn khi đến với chương trình này sẽ truyền được cảm hứng tập luyện thể thao cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, và phổ biến bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật đến với người xem. Lê Phạm Thế Vũ, khổ luyện thành tài, gian nan rèn luyện mới thành công. Không sống thì thôi, nhưng đã sống là phải chất. Vừa rồi chính là những hình ảnh giới thiệu về tài năng tiếp theo của chúng ta, một anh chàng rất trẻ tuổi nhưng cao to lực lưỡng Thế Vũ. Ngày hôm nay đem ra thử thách nào để đánh đố những người chơi đây? Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của Thế Vũ.
cảm ơn Thế Vũ. Và đó chính là tài năng của chúng ta, Thế Vũ. Chào mừng Thế Vũ đến với Star King, người hùng của những ngôi sao. Và với sức mạnh này thì Thế Vũ có thể cân hết tất cả mọi thể loại, từ gym nè, cho đến thể dục dụng cụ nè, cho đến street workout, tất cả mọi thứ bạn ấy đều có thể làm được. Nhưng quan trọng là đề bài như thế nào. Không biết là những nghệ sĩ khách mời có gì thắc mắc không ạ? Trước tiên là chào Thế Vũ. Nãy giờ em biểu diễn sơ sơ vậy, anh thấy em, anh hỏi em có mệt không? Dạ cũng hơi mệt thôi. Hơi mệt. Vậy cái sở trường em là chuyên trồng chuối hay là sao, còn làm cái những cái loại hình khác? Dạ thì cái sở trường chính hiện nay của em là chuyên về trồng chuối, nhưng mà trước đó thì em có tập luyện qua hết cái bộ môn về sức mạnh của đôi tay. Ồ. Dạ. Vậy em có phá kỷ lục của mình là trồng chuối khoảng được bao nhiêu phút chưa? Dạ năm 2019 em lập kỷ lục là đứng bằng hai tay trồng chuối lâu nhất của nước Việt Nam là 3 phút. Wow. Dạ, do Red Bull công nhận. Em có thi nhiều chương trình nước ngoài cũng giống như trong nước chưa? Dạ thì em cũng giống như anh, cũng từng dự thi Asia's Got Talent, đại diện top 16 Việt Nam. Dạ. Hỏi vậy thôi chứ anh có thể theo dõi em. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Tuyệt vời, cảm ơn ý kiến của bạn. Kevin. Kevin muốn hỏi Vũ là ngoài cái khả năng mà trồng chuối lâu nhất là 3 phút thì Vũ còn có thể làm lâu hơn như vậy nữa không? Dạ hiện tại thì lâu hơn rồi anh. Vậy cái đó là hồi 2 năm trước, hiện tại thì đã lâu hơn rồi. Dạ. Yeah. Lâu hơn là khoảng bao nhiêu phút nữa? Lâu hơn hiện tại là cũng 5 phút rồi anh. Và rõ ràng đây là cái sức mạnh tuổi trẻ của Thế Vũ. Và bây giờ sẽ là đề bài dành cho các khách mời. Nội dung như sau. Trong 1 phút, Thế Vũ có thể hít đất trong tư thế trồng chuối bằng tay bao nhiêu lần? A. 20 lần. B. 25 lần. Và C. 30 lần. 30 giây suy nghĩ bắt đầu. Đôi tay khỏe khoắn đó thì chắc chắn sẽ thực hiện được động tác đó. Dù quan trọng là số lượt mà anh ấy thực hiện thành công. Có bao giờ bạn gặp sự cố khi vừa trồng chuối vừa hít đất rồi trợt tay mặt đập xuống đất không? Dạ chưa bao giờ anh, tại vì trước khi mà đến với trồng chuối là em đã tập về hít đất nghệ thuật và em vô địch hít đất nghệ thuật 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018. Vô địch hít đất. Dạ. Còn vô địch bao nhiêu lần với những lượt thi của mình thì chưa tiết lộ. 30 giây suy nghĩ và trả lời đã kết thúc. Và tại thử thách cuối này, xin mời những tín hiệu xác nhận sử dụng quyền năng đặc biệt đến từ Trịnh Tu Trung và Bảo Cường. Dạ, yeah, đã xác nhận, chắc chắn sẽ sử dụng nha. Ngay sau đây sẽ là bảng thống kê những điểm cược và phần dự đoán của cả ba khách mời nghệ sĩ. Xin mời. Với Tú Trung, anh ấy đang có 14.000 điểm. Và dự đoán của Tú Trung sẽ là phương án nào đây? 20, 25 hay 30? Và đó chính là đáp án A. Và Tú Trung đặt cược bao nhiêu đây ạ? Hả? Wow, nể nha. Chơi lớn. Được ăn cả ngã về không. Toàn bộ số điểm mà Tú Trung đang có 14.000 điểm. Cảm ơn tinh thần của Tú Trung. Và bây giờ sẽ là kết quả của Bảo Cường. Bảo Cường dự đoán đáp án A luôn là 20 lần. Và anh Bảo Cường đặt cược số điểm là 6.000 điểm. Gần bằng một nửa số điểm anh đang có. Và bây giờ sẽ là Kelvin. Kevin Phạm dự đoán rằng Thế Vũ sẽ hít đực được 30 cái luôn. Rất là tin vào Thế Vũ và đặt cược của Kevin là 5.000 điểm. Cũng ăn chắc mặt bền, mình đang giàu nhất mà. Nhưng quan trọng sẽ là hai quyền năng đặc biệt đến từ Tú Trung và anh Bảo Cường. Lát nữa chúng ta sẽ tiết lộ. Ngay bây giờ sẽ là phần mà chúng tôi đang rất mong chờ. Hãy đến với tài năng của Thế Vũ. Chuẩn bị, 60 giây đã bắt đầu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. Thời gian vẫn còn. Vẫn còn 15 giây nữa. Vẫn còn 10 giây nữa. 25, 26. Thời gian kết thúc. 26 cái, kính thưa quý vị. Trong vòng 1 phút, tương đương 60 giây, Thế Vũ đã hít được 26 cái. Thì chúng tôi sẽ quy đổi ra phương án hợp lệ và gần đúng nhất. Đó chính là phương án B. Xin chia buồn cùng với ba người chơi, không ai đáng trúng hết trơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng điểm thống kê. Tú Trung và Bảo Cường đoán rằng Thế Vũ có thể hít được 20 cái. Còn riêng Kelvin thì đoán rằng là Thế Vũ hít được 30 cái. Nhưng kết quả thực tế lại là 26, tương đương với 25 cái là đáp án B. Tú Trung bị trừ đi toàn bộ số điểm của mình. 14.000, trừ 14.000 còn 0 điểm. Trời ơi, đầu năm chơi lớn, cây mất trắng luôn. Bảo Cường bị trừ đi 6.000, 13 trừ 6.000 còn 7.000. Dạ không sao, còn gửi còn thở nha anh. Kelvin, bạn cũng đã đoán không chính xác. 10.000 trừ 5.000 còn 5.000 điểm. Nhưng quan trọng, Tú Trung và Bảo Cường vẫn đang có quyền năng đặc biệt của mình. Chưa biết có phát huy được tác dụng ngay lúc này để cứu chủ nhân hay không. Đầu tiên xin mời quyền năng đặc biệt của Bảo Cường. Bảo Cường đang nắm giữ quyền năng đó chính là tấm thẻ ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm cược. Trả lời sai bị trừ gấp đôi số điểm cược hả? Ban đầu anh Bảo Cường đang có 13.000 điểm. Đáng lẽ anh chỉ bị trừ đi số điểm cược của mình là 6.000 còn 7.000. Nhưng bây giờ bị trừ gấp đôi nữa, 13.000 trừ 12.000 còn 1.000. Trời ơi, thưa anh Cường quá. Dạ, đó, quý vị thấy không, nhiều lúc cái quyền năng đặc biệt đó nó lại là gậy ông đập lưng ông. Và bây giờ sẽ là quyền năng đặc biệt của Tú Trung. Ủa sao mà giá ông bà tổ tiên quá vậy? Bao lì xì đầu năm của em đó. Bao lì xì đầu năm đây, và giá trị là hoán đổi đội điểm đang có của bạn với một đối thủ bất kỳ. Wow, bạn muốn đổi điểm của ai ạ? Anh Bảo Cường chăng? Dạ em muốn đổi điểm cao nhất cho em ạ. Cao nhất? Dạ, điểm cao nhất năm ạ. Như vậy toàn bộ số điểm 12.000 điểm của Kelvin Phạm đã chuyển về tài khoản của Trịnh Tú Trung. Xin chúc mừng. Và chúc mừng Kelvin, bạn mất trắng. Cảm giác như thế nào Kelvin? Thì ngay từ đầu khi mà em lên để mà hả em sử dụng cái thẻ bài quyền năng của em á, là em nói là trong khi mà em được ngồi ở đây, cái người mà em đáng lo ngại nhất đó chính là anh Trung. Và em biết chắc chắn 100% là cái vòng cuối cùng này chắc chắn anh Trung ảnh sẽ giữ một cái lá bài rất quyền lực, nên ảnh mới tự tin ảnh đặt cược hết 14.000 điểm của ảnh. Mà còn cố tình đặt sai nữa, là tại vì em muốn anh về con số 0 để đổi cho em không còn điểm nào, chứ không phải là có điểm đi về. Ghê thiệt chứ, hay quá nha. Nên là em nói là hả, tất cả cái thế cờ ngày hôm nay là đều nằm trong tay của anh Trung hết. Đúng vậy. Và anh chơi chiêu với em tới giờ phút cuối cùng, thật sự là em mất hết cái số điểm, rất là tức luôn á. Ức quá. Đúng không Vũ ha? Đầu năm mà tự nhiên bị hẫng tay trên thì cũng hơi bực bội, gai gai nhẹ xíu. Nhưng mà không sao hết, trò chơi mà. Thắng thì là trời cho, còn thua thì là trò chơi. Vỗ tay cho cả ba người chơi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Thế Vũ với sức mạnh và sự bền bỉ của bạn. Lát nữa đây chúng ta sẽ gặp lại nhau và chờ đợi xem phần chấm điểm của các khán giả giám khảo như thế nào nhé. Tạm biệt Thế Vũ. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với kết quả cuối cùng ngay sau đây thôi. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Star King. Và ngay bây giờ hãy chờ đón sự quay trở lại sân khấu của ba tài năng ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào đón Trúc Vi, Ý Vi và Thế Vũ đang quay trở lại với Star King để đối diện với một phần rất hấp dẫn. Xem như đây là cái lọc may mắn đầu năm dành tặng cho riêng mỗi tài năng. Chúng ta không cần biết là thứ hạng như thế nào, các bạn đều rất tài năng và đã cống hiến những tiết mục mang đậm chất giải trí nè, cống hiến nè và nghệ thuật trong đó nữa.
Ngay bây giờ sẽ là phiên bản mới trong phần chấm điểm của Star King. Đầu tiên sẽ là phần chấm điểm của những nghệ sĩ khách mời. Chúng ta sẽ có những quyền năng đặc biệt khác nữa với những số điểm riêng biệt theo đúng với thứ tự mà chúng ta đã đạt được ngày hôm nay. Người về ba đó chính là Kelvin. Bạn về ba ngày hôm nay nên Kelvin sẽ được cộng một phiếu, tặng một phiếu bình chọn của mình cho bất cứ tài năng nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất ngày hôm nay. Thật sự là trong ngày hôm nay tất cả ba tài năng, tất cả các tài năng đều làm cho em cảm thấy em rất là nể phục và ấn tượng. Nhưng mà để mà dành một cái phiếu của em cho tiết mục mà em thích, em sẽ chọn Ivy. Xin chúc mừng Ivy, con được tặng một phiếu bình chọn đầu tiên rồi. Tiếp theo, người về nhì ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ khách mời Bảo Cường. Anh sẽ tặng hai phiếu bình chọn cho tài năng nào? Bảo Cường sẽ tặng hai phiếu bình chọn. Chúc mừng Thế Vũ, bạn được hai phiếu bình chọn đến từ Bảo Cường. Và bây giờ 5 phiếu bình chọn với lượt về nhất của Trịnh Thu Trung sẽ thuộc về tài năng nào? Không thể nào để phụ nữ về tay không được, nên chắc chắn anh sẽ dành 5 cái phiếu mua hàng của anh cho em. Là bạn Trúc Vy ạ. Xin chúc mừng Trúc Vy, bạn được 5 phiếu bình chọn đến từ Trịnh Tú Trung. Và cả ba tài năng hãy cứ yên tâm, vẫn còn 30 phiếu bình chọn đến từ 30 vị khán giả đang trực tiếp có mặt tại trường quay. Mọi người ơi, cầm thiết bị lên và kết nối nào. 30 giây suy nghĩ trả lời bắt đầu. Và đương nhiên, mỗi vị khán giả tương đương một vị giám khảo, chỉ được quyền chọn một tài năng mà thôi. Và chúng ta sẽ cộng chung với 8 lá phiếu vừa rồi đến từ Trịnh Tú Trung, Bảo Cường và Kelvin để chúng ta tìm ra được tỷ lệ phần trăm của mỗi tài năng. 30 giây suy nghĩ kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ hãy chờ đợi xem bản thống kê cho chúng ta thấy tỷ lệ phần trăm ra sao. Ngay sau đây, chờ đợi xem ai sẽ là tài năng ấn tượng nhất. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Xin được chúc mừng Trúc Vy. Như vậy, với 47% lá phiếu bình chọn đến từ 33 vị giám khảo, Trúc Vy là tài năng ấn tượng nhất của đêm nay. Và với 29% lá phiếu bình chọn của vị khán giả, Thế Vũ, bạn là tài năng ấn tượng nhì ngày hôm nay. Và bà Ivy ơi, con cũng bám rất sát với 24% phiếu bình chọn của mọi người. Chúc mừng tình cảm mọi người dành cho con với giải tài năng ấn tượng 3. Xin chúc mừng! Kelvin Phạm ơi, hãy lên sân khấu và trao tặng giải thưởng về 3 dành cho bé Ivy nào. Giải tài năng ấn tượng 3 đã thuộc về Ivy. Cô bé giỏi giang, xinh xắn, tài năng. Chỉ mới 9 tuổi thôi nhưng rất chinh phục tình cảm của mọi người. Chúc mừng Ivy với trị giá tiền thưởng là 1 triệu đồng. Ngay sau đây xin mời anh Bảo Cường tiến lên sân khấu để trao tặng giải tài năng ấn tượng nhì dành cho Thế Vũ. Chúc mừng Thế Vũ và hy vọng phong độ Thế Vũ sẽ mãi vững bền theo thời gian. Tiếp theo xin mời giám khảo nghệ sĩ khách mời Trịnh Tú Trung tiến lên sân khấu để chúng ta trao tặng giải tài năng ấn tượng nhất cho người đẹp chúng ta, Trúc Vy. Và hy vọng tất cả những nghệ sĩ xiếc nói riêng và mọi nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực khác nhau nói chung, chúng ta sẽ luôn thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe trong năm mới và bình an, may mắn, thành công. Xin quý vị hãy luôn ghi nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Star King được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media. Xin chào tạm biệt và chúc mừng năm mới.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.